Xin chào các bác đã đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay chúng ta có mẫu xe đạp đua Gian OCR 3500, một cái mẫu xe đạp đến từ một thương hiệu rất là nổi tiếng và cực kỳ là quen thuộc với các bác chơi xe tại thị trường Việt Nam rồi. Một cái thương hiệu gần như là dòng quốc dân trong dòng xe đạp thể thao. Chúng em về một chiếc model trong một chiếc trong series OCR của Gian, và model của nó là 3500. Xe được sử dụng bộ khung nhôm, kim nhôm, công nghệ nhôm Alloyx độc quyền của Gian, bánh 700C cặp vành của Goeta, một cặp vành của Ý, rất là nổi tiếng trên thị trường. Và cái cách đan vành như các bác nhìn này, cách đan vành cũng cực kỳ đẹp nha, đan vành đuôi nha, tăm dẹp cản gió đấy, chém gió đấy, để các bác di chuyển trên đường, những cái đường tăm dẹp này nó sẽ xé gió, các bác di chuyển được tốc độ tốt hơn này. Đấy, cặp vành Vueta của Ý nhé, model của nó là Zero Line, bánh 700C, mấy vành theo xe luôn. Khung sườn nhôm nước sơn nguyên bản, chỉ do là đã qua quá trình sử dụng và là xe bãi nhập khẩu về là nó xuất hiện những cái vết xước, đó đã sử dụng không thể tránh khỏi. Còn tổng thể từ khung sườn, lớp sơn các thứ là còn ngọt, tương đối là đẹp. Bên trước, bên sau một cặp luôn, sử dụng công nghệ của Alloyx của Gian, độc quyền của Gian nữa nhé. Và đây là website của xe này, gianbicycle.com. Và dòng xe phân khúc chính hãng đang bán tại cửa hàng, mức giá thì có là 8.200.000. Một cái mức giá rất là rẻ để cho các bác sở hữu một chiếc xe đạp đua đến từ một thương hiệu rất là tốt, khung sườn chắc chắn thì cặp vành ngon, bộ chuyển động microsheet, bộ này bấm rất là mượt các bác nhé, bấm cực kỳ nhẹ nhàng luôn. Để đánh giá góc độ cá nhân này, em rất thích cái kiểu bấm của dòng microsheet này, bấm cực kỳ là nhẹ. Trang bị bộ líp là 8 tầng líp và 2 tầng đĩa cho 16 tốc độ khác nhau. Size xe size S thì bây giờ sẽ vào đo khung size và test chuyển động cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ để ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Cái xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 46 cm, từ khóa yên đến tâm cổ phúc là 50 cm. Size là size S cho các bác đi từ khoảng 1m60 đến 1m70 đi là phù hợp. Full bộ chuyển động microsheet với 8 tầng lít và 2 tầng đĩa, xe có 16 tốc độ khác nhau, chuyển động cực kỳ mượt mà, tay bấm nhẹ nhàng. Phân khúc cái giá này thì cái bộ lúc này nó còn ngon hơn rất nhiều những chiếc sử dụng Shimano tầm cùng tầm giá đấy. Và giá bán của chiếc xe bên em đang bán là 8.200.000, bao ship toàn quốc cho các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình, còn có cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất của những chiếc xe khác bọn em lên kênh. Cảm ơn các bác xem hết video, hẹn gặp lại các bác những video lần sau.